Thân mến, em nói hơi bé tí nha, đi đào trộm cây thì cũng là cái ổi kia, cái ổi bé kia đấy, là định sang đào cái đấy nhưng mà lại hóa ra là cái đấy không ăn thua, lại đi đào cái dâm bụt này này. Đây nhìn này, hoa dâm bụt này, gốc này, với lại cái dâm bụt này mọc lồng một cái rành rành đang rất nhiều hoa kìa, đấy hoa trắng trắng ấy. Đấy. Và Cái dâm bụt để làm cái hoa. Đấy. cái dâm bụt làm cái Rào nấu cơm chưa thấy đất bở sướng nhỉ, ra giải trí chơi, mà để chơi để chơi và dâm bụt đấy, thế dâm bụt Thái, chắc là dâm bụt Thái đấy. Dâm bụt này đúng giờ hiếm quá. À đấy ạ, cái này nhiều dễ trồng, cắm là sống mà. Không, đã nói là mất cắm, giống đấy. Cắm cành sống cái này nó không không còn giống mấy đấy. Đấy, còn nó mất giống, ít người rồi, chỉ có bờ rộng may đâu có còn sót nữa. Đấy, giờ chỉ có ở quê mới có đấy, thế mà khó phết nhỉ. Đất đây sướng nhỉ, sẵn là đất đây nó không như đất đồi trên đấy. Vâng, đất đồi phải búa chín mà bổ, mà bổ nó vẫn cứ vỡ tan ra. Cái lồng với gốc chè chết. Chết rồi. Đấy, phát nữa ấy. Dễ cái. Dễ cái. Đấy, phải phát nữa bên này. Cây, phát cái dành dành luôn. Không biết có phải không? Lồng cả cái gì chắc thế. Cây đấy cũng được. À. Nhưng mà bé quá. Đấy, còn cái dễ rồi. Tìm cây cây đó gì đấy. Cái cây râm bụt. Cây cây râm bụt. Bác. Giờ đang có giá đấy. Ôi à. Cháu giờ về chỉ trông cây hoa cho vợ nó chơi thôi. Cây dành dành nhé. Cây dành dành. Cây hoa. Để con nói nhá. Đấy. Đấy. Cái này nó dễ sống không? Vâng, nhưng mà cái loại này nó dễ sống không? Sống cả những thứ. Còn cái gì đây? Dành, dành. Thằng qua con ấy tìm nó, không biết là không có. Ai cơ? Cái dành dành không phải tìm á? Ở quê mình thì thiếu gì, nó có bờ ao thì nhiều lắm. Cây hoa. Được rồi, có nó được. Được. À đây. Đấy. Như cái dình dành thật này. Xin lúc đây này. Xin lúc này. Cái cây răm một dình cây dình dành. Một công đối việc. Đi đào răm một để được dình dành. Trẻ nó mọc lên cái trẻ. Cái vài năm nó đắt, cái cây đắt rồi là cái này cái này thì lấy đâu rồi. Không mấy người chơi rồi. Bé quá. Chán rồi. Xanh xi còn chán thua này. Xanh xi giờ nó không không xuống. Mình dành với lại... Đừng vỡ. Mình dành với lại chay, cây găm bụt. Chay giá... chay rồi thì ít thật. Chắc phải cắt rồi hả? Ừ, cắt rồi. Nhìn dễ sống rồi. Đấy. Này dễ sống lắm. Dễ sống cũng. Mình thấy cái hoa này thích. Tự nhiên lại có cái hoa đây rồi. Mình dành lắm rồi. À. Thế thôi. Một cái người hoa chơi. Đúng cái này đi tìm cây rồi. Đây cây nữa của tao hết rồi. Chơi mà có tiền cũng được. Cây cũng ra bụt à? Đây nó cũng ra bụt cũng. Cây camera này nữa thì. Vâng. Đến chiều. Chỉ vài hôm nữa có hình anh chưa để xem chưa? À đấy, cái này hay chứ. Nếu mình đẹp không? Để cháu lại sang bên này phát.
thấy cây này hay hơn mà không để ý này. Đây cái thân bụt này. Đấy. Có tuổi rồi đấy. Ba hôm ấy. Ba hôm khi vứt đi. Rồi. Sấn không? Được cái toàn cây dễ sống. Cây cõi của nó là cây cõi. Cái này là cái gì cũng lính liền không? Chắc là cái loại này cái cấp canh chắc là cái gì xóa ăn. Nó liền nhau ấy. Cái găm bụt đấy là trước nó to là gần bà đà thứ gì? Bà đà đây là của biển. Nó ngắn này là của biển. Bên đâu của đây? Đấy. Bên đây của bà đà. Ôi, cái xe mặt ghép đó. Bác rồi. Tiền trả móc tấu. Nhiều khi là cũng vứt bỏ đây nhưng mà mình đào có khi người ta không cho. Thì ngại cái mang tiếng thôi. Nó có cái đáng cái gì đâu. Đấy. Nó mà to tát. Nó to tát quá thì thôi chịu. Thấy nó cái gì cái cây cỏ. Lại vỡ bầu. Chơi cái này chứ nó ở gần đây. Biết thừa nó có chơi nhá. Vỡ coi bầu à. Anh Điền hả? Có ở nhà không? À, không sao, đang ăn trộm với cây dâm bụt ở chỗ bà dậu đằng sau nhà anh đây. Bà đang đào trộm với cây dâm bụt ở chỗ vườn nhà sau nhà anh. Đấy. Xong rồi. Bà đào trộm với cây dâm bụt ở sau vườn nhà anh thôi chứ có gì đâu. Đào xong bữa rồi, giờ mới hỏi xin đây. Ừ, thế nhá. Ừ, nào về uống rượu. Ừ, thế chứ. Rồi. Vâng. Thông suốt rồi. Chủ cho phép rồi. Cho phép rồi. Không phải là mang tính chất trộm cắp nữa. Ui, chả nhìn thấy gì. Thôi giờ mang về trồng rồi. 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 Báo cáo các bác, phố con em đã cạp được nó về đến đây. Thì đến đây rơi là tả. Vừa nãy định đào nốt cái cây ổi ấy bác. Nhưng mà nhiều khán giả quá, cái chỗ hoang khu mà mình đào cái người ta ra nói nhiều khi ngại. Nó chả đáng gì đâu nhưng mà ngại quá. Em già mình thôi chứ còn mình thì không nói. Đây. Cây kết quả là được một cây dâm bụt này. Cây dâm bụt này. Cây dâm bụt. Cứ hay quen trên như gọi là dâm bụt Thái đấy. Cây dâm bụt. Cây cũng khá hay. Rình rành. Rình rành. Bé quá nhưng mà có hoa. Đây ông này là ông quái, ông dâm bụt quái. Không chỉ định đào cái này đâu nhưng mà đào cái rình rành này thòi vào cái dâm bụt, cứ tưởng là gốc chè. Hoa cái dâm bụt. Này. Hoa lùng lẳng nhá. Hoa lùng lẳng nhá. Thích không? Thích đấy. Đấy. Vào đây. Thì cụm rành rành này đây. Cụm rành rành đây. Cụm rành rành đây. Vừa nãy có quay chắc các bác không nhìn thấy gì đâu nhưng mà rành rành đây. Khá đẹp đấy, khá đẹp. Khá đẹp. Đấy. Còn cây dậy sống. Quan trọng là nó hoa này các bác nhỉ. Rành rành ta này chứ không phải bạch kiên hương đâu nhá. Rành rành quê đấy. Rành rành quê tất nhiên là không có bệ biết nhưng mà làm cây mini. Đấy. Thích không? Dâm bụt. Đấy, dâm bụt rất quái. Còn lại là được 4 cây nhưng mà trồng thành 3 cây vào 3 cái xô rách. 3 cái xô rách, một cái chậu cũ, 2 cái xô. Cái chậu cái này trồng khóm rành rành. Còn kia trồng cái dâm bụt quái, này trồng cái dâm bụt còn lại. Đấy. Rồi, chiến đấu anh. Chiến đấu. Rồi.
Đầu tiên là em này. Em này các bác này. Đấy. Trồng lên đấy. Trồng đấy. Như này. Nổ lên này tí. Thôi, mới được này. Đó là một cái quái. Là cái quái. Thích không các bác? Nhìn nè. Các bác nhìn nha. Dễ nha. Toàn cái dễ sống là không không ngại. Và một cái thân truyền ra ngoài. Đây. Đoạn mấu này, đoạn mặt sau này. Như củ nhân sâm. Đấy. Rồi, cắt. Cắt cho nó lên cái đã. Đấy. Cái cành hoa này cắt đi tiếc các bác nhỉ. Tạm thời cắt đến đây. Hơi dài rồi. Này. Thôi. Cắt đến đây. Dám vào dây thì cũng được nhưng mà thôi. Cắt đi. Vào dây thì cũng được nhưng mà tôi thích cắt giật hơn. Đấy. Là một ẻm. Cắt một cái dễ dập này. Rồi. Một chú đã được lột rũa. Tiếp theo. Đây các bác này. Dâm mụt này. Hoa này. Thấy không? Rành rành thì không có gì đáng nói. Nhưng mà trồng thôi. Lấy cây hoa. Cắt dễ dập đi. Cắt dễ dập đi. Trồng thôi, thích trồng thôi. Trồng cùng với khóm kia. Cùng khóm kia. Cho vào đây. Cứ như nhặt tôm nhặt cá các bác. Đấy, em dâm bụt này. Em dâm bụt này. Dâm bụt này. Cắt đi cho thoáng các bác nhìn cho dễ nhé. Gãy rồi, cắt đi. Đấy. Gì phết quá. Không phải đùa đâu. Chơi gì chỉ cần thế thôi. Dễ dập.
là con ra để làm đi đâu đi. Không có tốt thì sao nó cũng bay được. Đấy. Dâm bụt. Hoa. Đây, cụm rành rành có hoa đây. Các bác lại gọn gàng tí để bác xem. Cật mẹ này. Đấy, chị đang bỏ gà vào lòng đấy. Nó vào rồi. Đấy, chị bỏ nó vào luôn. Vào vào lòng đi. Đấy, con chó cắn đấy. Vào lòng đi. Rồi, đấy, chị bỏ nó vào lòng đâu. Rồi. Cũng là một cây quái đấy các bác nhỉ. Cây quái đấy. Làm gọn vào mấy những cái râu ria này để cho nó dễ nhìn nào. Cái hoa này chắc cắt đi thôi. Gọn một cái rác rưởi cho dễ nhìn nào. Để xem là cắt như nào hợp lý nha. Cắt như nào hợp lý nha. Cắt như nào cho hợp lý. Đứng giữa trời nắng làm cây. Tao nhìn nó rõ không nhưng mà. Để lên đây cho nó. Đây. Không có bác có khi không nhìn thấy em không để ý. Nhiều lá quá không nhìn thấy bác nhỉ. Đây thì ý định của em là sẽ cắt một cành này. Cắt một cành này. Một cành bên này nữa. Để cho nó lùn lùn, rành rành rụt rịt nữa. Các bác nhỉ? Cái rành rụt rịt. Dạ. Con đi họp á? Con đi họp cái gì? Con... Dạ. Con đi họp ở đâu? Học hay là đi họp? Nhiều thế. Cắt bỏ cái hoa này các bạn. Cắt bỏ cái hoa. Cắt bỏ cái hoa này. Nha. Cắt bỏ cái hoa. Đầu không bầu nên là đồng tiền bố nhặt được chứ ai? Đấy. Nắng gọt, nắng lắm, nắng ốm đấy. Đi vào trong nhà cho mẹ. Dạ. Đấy. Cây bố đẹp không? Chào bố xin. Bố cho con gái. Bố cho con này. Bố cho con này. Con ra đây bố bảo. Con ra đây bố xem. Nhanh nhanh ra đây. Nhanh. Cái này quay phim. Xinh gái kia. Con gái.
nhà thứ ba đằng tiên. Đấy. Rồi trồng thôi, đây là trồng thôi. Này đi đào quên nhặt 20.000 này. Mang ra cái kia trồng thôi. Cây này trồng cái chậu này thì trong chậu nó có đất rồi thì trồng ở đây. Trồng một số rách thôi. Đúng thế nhỉ? Đấy. Mai mới khoét được cái chậu. Cho vào đấy. Cho vào đấy. Con đi vào ông nắng. Mấy thêm ít đất. Ăn
Rồi, cho nó có tí chấu, vùi kín bệ cho nó mát. Sống thì tính tiếp. Còn cái con nào, con bột này, cho vào sổ rách này, con rình rành này, quai cọc này cho lên cái chậu kia, cho nó chung với cái xanh này. Rồi. Trồng nốt cái kia. Tưới. Rồi, tạm thời tưới xong. Giới thiệu sản phẩm dâm bụt quái trồng trên một cái bình nước cũ đấy, rất quái các bác nhá, rất quái. Sau này sẽ để lộ cái bệ này. Phát triển bệ tốt thì dâm bụt nó nhanh. Dâm bụt nó nhanh lắm thì sẽ phá ra này. Em định trong một số các bác nếu chồng sẽ để lại cái tay này để vào dây ấy. Thế nhưng mà em không thích có những cái đường chuyển tự nhiên của cắt giật đấy. Thì là cái dâm bụt nha, thành quả của hai bố con đằng sau nó nhá, rất sần sùi nhá, quái tự nhiên, kiểu bị dẫm thì bụi dập bữa dao đó. Đấy, thêm tiền một cân nhé. Rồi, hoa hết thì cắt hết vào đây. Cả hoa rành rành nè, hoa rành rành lẫn nè, lẫn hoa dâm bụt. Cả hoa rành rành nè, rành rành đây. Bệ vùi hết xuống cho nó mát, tí nữa em phải vùi củ lá này lên, nó đang nắng quá. Đấy, rành rành. Em dâm bụt này, dâm bụt đỏ này nữa, dâm bụt đỏ này nữa, hình dành trồng ở dưới. Đấy, dâm bụt đỏ. Tất cả đều được vừa vùi hết bệ xuống. Rồi, ok. Em phủ cái lá này lên. Mỗi cây một tí. Con kia thì ở ngoài rồi, không cần.
Kia lấy thêm ít lá nữa. Ổn lên. Rồi. Cuối tuần vui vẻ các bác nha. Xin chào các bác.